dấu hiệu sống hoàn toàn bình thường, không có phản ứng đào thải. Tiếng gì vậy? Có vẻ đứa bé này rất phù hợp với máu của thằng Long. Dạ. Đứa bé máu? Những cái đó là gì? À khoan. Hả? Hình như em thấy nó vừa nháy nháy mắt. Hả? Hả? Nó mở mắt kìa. Ngủ nên có nghe ảnh nói cái gì đó mà không biết là nói cái gì. Ăn nó đi. Không ngờ là nói sói ăn em đi. Nói vậy là em có biết vụ thế giới ngoài kia không? Sao không? Em biết cả vụ của anh hai nữa kìa. Nhân viên phòng thí nghiệm nhiều chuyện lắm. Em nằm một chỗ mà em cũng biết hết á. Từ chuyện anh bắt cóc bạn bè của anh, rồi tới chuyện anh đánh tan Tuyết Đen nữa kìa. Mấy chị ấy còn nói anh á hành động như bị ngáo đá, nên họ gọi anh là Long Nghẹn. Tự nhiên anh khát nước quá. Anh vào nhà uống miếng nước cho bình tĩnh lại. Dạ, anh hai cái từ từ nha. Mình là giáo sư Long mà, sao lại gọi mình bằng cái biệt danh đó chứ? Xúc phạm. À, còn cái này nữa nè, chắc cậu không biết đâu. Chuyện gì nữa hả? Toàn bộ lớp mình đều là thí nghiệm sống sót hết. Nè, ý cậu là cả đám đơn bào đó thực ra đều thông minh giả ngu hết hả? Đâu có, tụi nó thì ngốc thiệt, tụi nó chỉ sống sót thôi. Tụi mình mới là dung hợp thành công có năng lực khác. Trời đất ơi, hết hồn hết vía à. Thế giới quan của mình hôm nay dở hơi bị nhiều nha. Nè, sao cậu biết hết mấy chuyện này mà không nói cho mình biết sớm vậy? Tại nhìn cậu cố gắng giải mấy bài toán dễ ẹc á, mình thấy dễ thương nên cứ để đó. Cố gắng giải mấy bài toán dễ ẹc. Ngươi, cậu sao vậy? Ngươi. Ý nó là mình ngu quá. Mình ngu quá. Cậu đừng tập trung vào cái giới sao được không? Đơn bào mới là thần đồng, còn mình mới là thần đồng. Ôi rồi bố mẹ ơi. Ai khóc nổi đau đời. Một buổi tối bàng hoàng lặng lẽ trôi qua. Sao mà mắt con Quần thâm dữ vậy? Dạ con bị khó ngủ thôi mẹ. Mẹ đừng lo nha. Thưa ba thưa mẹ con đi học. Mẹ xin nghỉ học cho con rồi. Nghỉ học á? Sao vậy mẹ? Ba mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con. Hả? Ba có chuyện gì quan trọng cần nói với con ba? Không, con đi học đi. Chuyện gì cũng được mà ba. Không có gì hết. Hả? Có chuyện gì con đi học về nói sao cũng được mà. Đã được nghỉ rồi còn hỏi nhiều nữa. Sướng thấy mồ rồi còn hỏi. Cái con não lợn này. Nói nhiều. Bé Nghi đánh anh con xong thì vào phòng ba mẹ nghe. Ê Nghi, nói nghe nè. Dù hằng ngày mày hay đánh anh hai, nhưng mày phải biết là dù mày có đi đâu thì anh mãi mãi là anh hai của mày. Anh nói gì làm em sợ quá vậy? Đi đâu chứ? Thì đi vô trại nuôi lợn đó. Tại mày ngu quá mà. Vậy đi học đi nè. Con vô rồi nè ba. Ba định nói gì vậy? Đi qua đây với ba. Vô đây với ba. Chui vô tủ quần áo luôn hả ba? Vô rồi nhớ khép cánh tủ lại. Hôm nay ba con mình sẽ nói về chuyện chuyển trường cho con. Chuyển trường ạ? Chắc là em đang hoang mang lắm, để ba mẹ và anh giải thích cho. Đâu có đâu. Hồi em mới mấy tháng tuổi, ba mẹ từng nhắc tới một lần rồi, em còn nhớ mà. Cái gì? Sao con nhớ được? Con chưa nói với ba mẹ nghe nữa hả? Trí nhớ con siêu dai luôn. Con đã bắt đầu ghi nhớ từ hồi trong phòng thí nghiệm cho tới bây giờ luôn á. Nên ba mẹ khỏi giải thích nhiều ba cái vụ thí nghiệm này nọ nữa. Với lại con biết vụ chuyển trường này là sao luôn rồi. Là thủ tục của Nao A với cái thí nghiệm thành công đúng không? Hồi mới đầu con nghe con cũng sốc y như ba mẹ vậy. Được rồi,
Vậy thì chắc là con cũng đã biết con sắp phải rời xa căn nhà này rồi đúng không? Dạ, con với anh Long sẽ tới một căn cứ khác để tập trung học hành. Không có anh Long của con đâu con à. Hả? À đúng rồi, chuyện này không nằm trong trí nhớ của em. Chuyện là cơ thể này của anh đã sắp hết hạn sử dụng rồi.